Đây đây, con một. Đây con này là con bé nữa luôn. Con bé. Kệ cứ câu đi, câu mãi thì to cái này bé à? Đó. Con này bé. Con này thả. Con này thả. Thôi. To to mà cá này to mà ăn rất là cũng thương mà cho bác qua không không thì con đi đây con là cái chấm nước bối á đây bối cầm con bảo lấy miếng thịt nhá. Này con chim bé các bạn. Con này chắc là chỉ khoảng 6 lạng. Còn nó cắn đâu mà. Cứ giữ cái đó. Tôm. Con cầm vào cái kia. Cầm cái dây lôi lên. Tôm này. Để cân xuống. Bắt các bạn được cái nào thì lấy cái này luôn đúng không ạ? Ừ. Gỡ. Cầm chặt nó, xong con gỡ. Tôm câu vớ va vớ vẩn lại được cá. Rồi, nó lại run. Cá thịt sò. Thế vừa nó có kéo không Tôm? Đã. Vừa nó có kéo không? Đấy móc con run vào. Đấy một con run móc. Còn mồi không? Không móc lại con run kia thôi. Móc lại đừng để hở lưỡi nó không cắn đâu. Còn cái âu này bố móc không? Riêng à? Con này nó chạy nó luôn. Hay vượt. Thế nếu mà thịt vàng vàng là vượt.
Bố nãy giờ chuyển con nào đâu, cũng có một cá chim nãy giờ. Từ từ chứ. Ai cũng sẽ được cá. Bố cho con chưa? Cho gì? Cho con cái. Nhìn như nước hơi sâu mà mình không nhìn thấy nó bố ạ. Hai con rồi, ăn. Bây giờ một cách ăn cái như là hạt hạn ấy. Hay là chép gì? Hay chép nhỏ ấy. Đấy không phải chép. Chép nó phải có dâu ý. Để yên con. Hạ đồ cần xuống để bố ném ra. Hạ đồ cần lên xuống. Hạ thấp xuống con. Hạ xuống mà. Bố đến cho con. Đấy, để yên đấy. Nó ăn dưới à. Bây giờ bố để con lại con cá chim to con to. Đừng bung. To phết đấy. À. To phết nhỉ? À. Yeah.